Minh Tú cùng mẹ đi thăm người cha quá cố trước ngày cưới, lời nhắn nhủ của mẹ gây xúc động. Minh Tú sẽ tổ chức đám cưới với chồng ngoại quốc là Christopher vào ngày 13 tháng 4 sắp tới. Hiện mọi công việc đều được chuẩn bị hoàn tất, cặp đôi đã sẵn sàng cho ngày trọng đại. Chiều ngày 12 tháng 4, Minh Tú cùng mẹ ruột đến nghĩa trang để thăm người cha quá cố trước khi người đẹp làm đám cưới. Mẹ nữ siêu mẫu còn có lời nhắn nhủ đến chồng: "Ông ơi, mai con mình lấy chồng rồi, ông an lòng rồi nhé." Sau khoảng thời gian chồng qua đời, bà Ánh Hoa, mẹ Minh Tú cảm thấy trái tim vụn vỡ. Nữ siêu mẫu cố gắng động viên mẹ sống tiếp và tìm cách điều trị căn bệnh đau khớp gối, mẹ phải cố gắng đi được nhé. Con sẽ tổ chức đám cưới, bây giờ không còn ba nữa thì mẹ sẽ dắt con lên lễ đường. Bắt đầu mẹ mới chịu chữa trị, đi tập. Minh Tú và Christopher trải qua hơn một thập kỷ quen biết, nhiều lần hợp, tan trước khi quyết định đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp trong ngày 5 tháng 4. Cặp đôi đã gửi thiệp cưới đến đông đảo nghệ sĩ và đa số khách mời đều xác nhận sẽ có mặt trong ngày trọng đại của vợ chồng Minh Tú. Theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật thông tin nhanh nhất.